kính chào quý vị các bạn như vậy là tuyển Việt Nam của chúng ta làm nên lịch sử và vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Thời điểm làm video này là đang vào phút thứ 76 trận đấu giữa tuyển UAE và Việt Nam. Thời điểm này thì tuyển Việt Nam của chúng ta đang thua với tỷ số 0-3. Tuy nhiên dù kết quả trận đấu này có như thế nào đi chăng nữa thì tuyển Việt Nam của chúng ta đã chính thức làm nên lịch sử lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Thưa quý vị các bạn, ở lượt cuối của bảng B thì đội tuyển Úc đã đánh bại Jordan, qua đó gián tiếp giúp cho tuyển Việt Nam cầm chắc tấm vé đi tiếp. Trước lượt trận này thì tuyển Việt Nam nắm cơ hội lớn đi tiếp khi chỉ cần có điểm trước UAE. Trong trường hợp để thua thì thầy trò huấn luyện viên Park vẫn giành vé đi tiếp nếu kết quả của các bảng khác diễn biến có lợi. Cụ thể là trường hợp ở bảng G với 11 điểm đã trừ đi 6 điểm từ hai trận thắng đội bét bảng Indonesia theo quy định của FIFA. Việt Nam chắc chắn xếp trên hai đội nhì bảng là Tajikistan 10 điểm và Liban 10 điểm. Chỉ cần hơn một đội nhì khác, chúng ta sẽ giành quyền đi tiếp và điều này đã xảy ra sớm ở lượt trận cuối của bảng B. Tuyển Jordan đã để thua sát nút 0-1 trước Úc. Kết quả này giúp cho Úc chính thức nhất bảng B với 24 điểm và quan trọng hơn là đội nhì bảng Jordan kết thúc vòng loại với chỉ 9 điểm khi xét chọn 5 đội nhì đi tiếp. Do đó là ít nhất 3 đội nhì ở bảng F, bảng H và bảng B ít điểm hơn thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Vì vậy, tuyển của Việt Nam của chúng ta chắc suất đi tiếp vào vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á. Như vậy là tuyển Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở vòng đấu cuối cùng dành cho 12 đội xuất sắc nhất. Điều gì khiến Tuấn Anh trở nên khác biệt so với Công Phượng và Quang Hải? Không gây chú ý như Công Phượng và Quang Hải, Tuấn Anh vẫn được đánh giá là tiền vệ tài hoa bậc nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Anh cũng được số đông người hâm mộ yêu mến dành tình cảm đặc biệt nghệ sĩ đích thực trên xe cỏ. Tuấn Anh không giỏi solo như cô Phượng và anh cũng ít khi tỏa sáng với những pha làm bàn đẳng cấp kiểu như Quang Hải. Tuy nhiên thì nói về kỹ thuật thì anh vẫn được giới chuyên môn đánh giá cực kỳ cao. Điểm nổi bật nhất của Tuấn Anh là các động tác xử lý bước một nhờ cơ thể uyển chuyển và kỹ thuật khéo léo, tư duy sắc bén. Tuấn Anh thường khiến cho đối thủ mất phương hướng ngay tình huống chạm bóng đầu tiên. Nhờ vậy mà anh là tiền vệ có khả năng thoát pressing tốt nhất của tuyển Việt Nam. Trước những đối thủ trên cơ như Thái Lan thì tuyển Việt Nam thường phải tập trung mạnh cho phòng ngự. Năng lực thoát pressing của Tuấn Anh trở nên vô cùng hữu ích, giúp cho hàng tiền vệ có thể giải tỏa được sức ép của đối phương. Không phải ngẫu nhiên mà sau khi bình phục chấn thương, anh lập tức được thầy Park trọng dụng. Dù ít ghi bàn, nhưng kỹ thuật dứt điểm từ xa của Tuấn Anh cũng cực tốt, tuyệt phẩm vào lưới U23 UAE ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2016 là một minh chứng rõ ràng nhất. Cả hai trận đấu với Thái Lan ở vòng đại ngân cấp thứ hai 2022, Tuấn Anh đều chưa nổi bật. Kín tiếng về đời tư, nổi lên cùng lứa một học viện Hoàng Anh Gia Lai GMG nhưng Tuấn Anh luôn kín tiếng, nền nã trong giao tiếp, đặc biệt là tiền vệ quê Thái Bình này rất giữ chuyện riêng tư. Hiếm khi anh để cho báo chí khai thác về chuyện đời tư của mình và báo chí cũng dành cho Tuấn Anh một sự ưu ái đặc biệt. Ngược lại thì công phượng và quang hải có lúc được xem như những cây săn bàn đích thực trên tình trường. Câu phượng trước khi kết hôn từng thu hút sự chú ý của các fan với mối tình cùng ca sĩ Hòa Minh Di. Quang Hải thậm chí đình đám hơn với câu chuyện ồn ào cùng Nhật Lê rồi Huỳnh Anh. Cho đến mãi gần đây, Quang Hải mới bớt lao đao vì các câu chuyện tình ái ngoài sân cỏ. Cũng khó trách tiền vệ quê đông anh này khi anh sở hữu cả tài năng, sự nổi tiếng, tiền bạc. Những thứ bất kỳ cô gái nào mới lớn cũng có thể say mê. Đó là sự khác biệt rất lớn của Tân Anh khi anh không để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến sự nghiệp với trái bóng. Giới hâm mộ cũng vậy, cũng dành sự yêu mến rất lớn dành cho tiền vệ Hoàng Anh Lai. Báo UAE, tuyển Việt Nam nằm ở nhóm 1, nhóm 2 của châu Á nhưng mạnh hơn Thái Lan. Thưa quý vị các bạn, tờ Anroya mới đây đã có bài viết đánh giá về màn so tài giữa UAE và Việt Nam. Tuyển Việt Nam và UAE sẽ đối đầu nhau vào trận đấu tối ngày hôm nay, trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng đến tấm vé đi tiếp của hai bên đang do kém thầy trò huấn luyện viên Park Seo hai điểm trên bảng xếp hạng UAE là buộc phải thắng nếu muốn tự quyết tấm vé đi tiếp tới vòng 3 World Cup 2022. Trước giờ bóng lăn, tờ báo của UAE là Anroya đã có bài viết phân tích về màn so tài này. Tại đây thì tác giả đã đưa ra nhận định về sức mạnh của tuyển Việt Nam. Dù rất tôn trọng đối thủ nhưng thực tế Việt Nam không nằm ở nhóm 1 hoặc nhóm 2 tại châu Á. Tuy nhiên họ lại xuất sắc hơn Malaysia, Thái Lan và Indonesia những đội vừa gặp UAE. Họ có những tình huống phù hợp ở đẳng cấp, phụ thuộc nhiều vào những pha xử lý nhanh, phối hợp nhiều chạm. Dù sao thì chúng ta từng đối đầu với họ ở đợt đi và cũng xem họ thi đấu những trận vừa qua. Vì thế, toàn đội không còn bất ngờ với cách chơi của họ. Trước thử thách khó khăn nhất ở bảng đấu này, Trang Arroya khuyên UAE chơi tấn công phủ đầu và sớm ghi được bàn thắng. Tác giả cũng nhận định được chơi ở sân nhà cũng là một lợi thế quan trọng với thầy trò ông Bớt và maguire Những trận đấu kiểu này, chúng ta vẫn cần sự bình tĩnh và gây sức ép lên đối thủ để có được bàn thắng sớm khiến họ trở nên bối rối. Tuy nhiên thì chúng ta không nên quá vội vàng để tránh gặp những áp lực không đáng có, đặc biệt là UAE cũng đang đá trên sân nhà, chúng ta cần tận dụng lợi thế này. Tôi tin với khả năng của ban huấn luyện cùng các cầu thủ, chúng ta sẽ giành chiến thắng trước đội bóng cứng đầu nhất ở bảng G tác giả của tờ Aroya nói thêm AFC ca ngợi tinh thần Việt Nam trước thềm trận đại chiến với UAE Thưa quý vị các bạn, với việc giữ vững ngôi đầu bảng G sau 7 trận, thầy trò huấn Park Hang-seo chỉ cần giành một điểm trước UAE là có thể có vé đi tiếp ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ngày hôm nay thì trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã cho đăng tải bài viết nhận định về hai cặp đấu cuối cùng tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Việt Nam sẽ cạnh tranh ngôi đầu với UAE trong khi Thái Lan đối đầu với Malaysia để giành cơ hội dự vòng loại thứ ba Asian Cup 2023. Tuyển Việt Nam đã chứng minh đẳng cấp với việc xếp trên phần còn lại của bảng G, thiết lập chuỗi 7 trận bất bại và chỉ cần một điểm trong trận đấu cuối với UAE để đảm bảo xuất dự vòng loại thứ ba World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. AFC nhận định. Còn nhớ là ở lượt đi diễn ra hồi năm 2019 thì như tất cả quý vị và các bạn đã biết, thầy Park cùng các học trò đã giành chiến thắng 1-0. Tuy nhiên thì tuyển UAE và lúc này không còn là tập thể bại trận trên sân Mỹ Đình năm đó. Chủ nhà đang sở hữu cặp tiền đạo Ali Cao và Fabio De Lima, những người đóng góp đến 9 pha lập công. AFC viết thêm, cú sút kỳ diệu ở cự ly 30m của Nguyễn Tiên Linh đó là sự khác biệt khi đôi bên gặp nhau ở trận đấu cách đây 18 tháng. Chiến thắng của tuyển Việt Nam trước 37.000 người hâm mộ trên sân Mỹ Đình đã tạo đà để họ tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng G với 17 điểm sau 5 trận thắng và 2 trận hòa. Tuy nhiên, AFC không hề đánh giá thấp tuyển UAE. Trước khi vòng loại lần này trở lại, thầy trò ông Bert van Marwijk gần như không còn hy vọng đi tiếp do để thua tuyển Việt Nam và Thái Lan trước đó. Tuy nhiên thì nhờ phong độ xuất sắc, đại diện Tây Á này đã thu hẹp khoảng cách để bám đuổi ngôi đầu bảng. UAE khởi đầu chiến dịch này bằng trận thắng 4-0 trước Malaysia trước khi đánh bại Thái Lan 3-1, vùi dập Indonesia nằm bàn không gỡ đại diện Tây Á đang có phong độ cao cùng lợi thế sân nhà. Trong khi đó thì Việt Nam sẽ không có sự chỉ đạo trực tiếp từ huấn luyện viên Park Seo vì chiến lược gia nhà Hàn Quốc đã nhận đủ hai thẻ vàng. AFC viết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.